Đây là ba cái máy hành lý. Anh em có cầm qua bên em nói thanh lý, anh em khoan giận em đã. Lúc anh em gửi hình máy chuẩn đoán online á, bán hàng nó không rành về kỹ thuật đâu. Mà anh em chụp hình như là anh em chụp selfie của anh em vậy đó. Mụn bao nhiêu anh em cà cho nó láng cón hết thì huống gì vết trầy vết cấn một cái máy. Anh em chụp hình qua nhìn đẹp len ken thì nhân viên nó báo giá thu đúng như em cam kết. Em bán thu máy zin ken, em bán máy zin ken, lời lỗ bao nhiêu em công khai minh bạch rõ ràng hết cho anh em. Thì đâu có lý do gì em ép giá của anh em làm gì. Tất nhiên là cái online anh em nói à bán báo giá một đằng rồi qua một nẻo đâu có đúng, bởi vì máy anh em thực tế nó không đẹp. Anh em nói chỗ mua của anh em nó cam kết zin thì đúng rồi, đây là cái máy đánh kính. Đánh kính thì được gọi là máy zin trên thị trường. Điện thoại bất kỳ ông thợ nào mà có hỏi vô thì anh em cầm ở bên em đúng, em vẫn nói là à máy đánh kính là một máy zin. Anh em có trầy xước cái máy, bị cấn móp cái máy thì cái máy nó vẫn là máy zin. Anh em có rơi bể cái máy đang đi chăng nữa, anh em có vào nước cái máy đi chăng nữa thì nó vẫn là một cái máy zin. Em hình dung không? Anh em trầy màn hình rồi anh em à anh em lấy đá mài anh em mài thì nó vẫn là một cái máy zin. Nhưng mà cái máy zin này nó bị lỗi về mặt thẩm mỹ, về mặt hình thức nên em không nhận bán lẻ. Bởi vì em còn phải bảo hành ở khách sau. Anh em bán cho em là anh em hết trách nhiệm, anh em đứt đuôi rồi. Nhưng mà em còn phải trách nhiệm khách sau, em phải bảo hành, em phải bảo hiểm, em phải lên đời, em mới thu bằng 100% giá bán lẻ. Em đủ trò em để mà em cam kết khách sau, em không zin còn tặng máy mà. Thì không lý do gì em ăn một cái máy đánh kính vì tỷ lệ rủi ro rất là cao. Nha, một cái máy đánh kính thứ nhất là làm da nhiệt cái màn hình. Anh em cứ hình dung đi, một cái máy mà anh em cứ chà sát màn hình lên đó. Nó da nhiệt cái màn hình á thì có phải là nó dễ phản quang, nó dễ hồng màng, nó dễ bị vào nước, cổ cá nó bị khô keo, cái màn hình nó bị dính với cái sườn nó, một cái ron nhựa bị khô keo. Và khi khô keo anh em xài thời gian nó sẽ bị cái laser rồi bụi cái cáp cổ cáp á, nó có đường mạch của nó bị bụi bặm vào nó chạm, thì anh em phải vẽ, dùng cái máy bắn laser anh em bắn lại, hoặc là dùng cái mực nano á, anh em vẽ lại, anh em nối mạch cho nó, hoặc là ép cổ cáp lại vân vân. Nó đủ thứ vấn đề màn hình chứ phải đơn giản đánh kính là à spa máy cho đẹp dễ bán. Đó là cái suy nghĩ của anh em, suy nghĩ cũ rồi. Thật thà em để máy trầy em bán à bị hình thức, em nói sao có vậy mà, thà để máy trầy mà bán trầy màn hình để vậy mà bán khỏi spa. Đó là tính cách em. À ví dụ máy đẹp ken bán 10 triệu à trầy kính rồi bán 9 triệu 2, 9 triệu 5, ví dụ vậy. Trầy ít trầy nhiều vậy cho nó khỏe không, nó vẫn có máy zin và anh em có sao nói vậy với khách. Thành ra em không ép giá nha, em lại nữa không ép giá nha. Còn cái chuyện bán hàng nó có những mối quan tâm của nó, giống như anh em vậy đó. À bán hàng quan tâm về mỹ phẩm, quan tâm làm đẹp, quan tâm làm tóc, quan tâm lau bù bù, quan tâm quần áo, quan tâm tập gym, quan tâm đi bơi. Cái đó là cái sở thích của mấy đứa bán hàng, nó không rành về máy đâu. Anh em muốn test máy á, thì anh em vui lòng cầm máy trực tiếp qua cửa hàng của em cho kỹ thuật, và em có kinh nghiệm về cái vấn đề này và em dám chịu trách nhiệm cam kết lời nói của em ký giấy ký tên, nó kiểu quay clip lại anh em quay thoải mái, anh em cầm cái clip đó anh em bên khác anh em hỏi cũng được. Anh em hiểu không? Bán hàng nó không có chịu trách nhiệm vấn đề đấy. Nên ra đừng bao giờ nói ủa tại sao bán hàng trực bay báo giá một đằng mà qua kỹ thuật báo giá một nẻo. Nha, anh em thấy vậy logic rồi đúng không? Nha, chứ đừng có nói là em ép giá này nọ lọ chai. Ví dụ cái này nè, ép kính đây, em đánh kính em cầm cho anh em coi nè. Đây. Nè, anh em thấy cái gì không? Đây là cái loại đánh kính mà nó có để những cái viền sọc. Đây nè, những cái viền sọc đồng tâm nè. Nó anh em thấy không nè, nó có những cái đường lượn sóng sọc 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 nè. Thì có phải là có một cái máy nó nằm giữa như máy xay sinh tố vậy đó. Anh em để như máy xay sinh tố thì năm cái máy nó xếp xung quanh. Anh em hình dung không? Nè, năm cái máy nó xếp xung quanh. Thì khi cái máy nó quay 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 để những cái đường sọc 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 đồng tâm, nó hình tròn á, để vậy. Thì khi nó mài cái mặt kính vậy sẽ chích cái keo xung quanh cái viền này. Đó. Nếu mà chích keo không đều hoặc là đánh quá lâu hoặc là đánh quá sâu vân vân, nó có khả năng bị vào nước máy. Và đánh càng lâu đánh càng sâu màn hình nó càng nóng đó, vậy thôi. Nó dễ phản quang, nó dễ bị cháy màng vân vân. Em đâu có thích đâu, em không ăn, em thanh lý nha. Đừng có nói anh em mua bán, anh em không thích mua bán nữa anh em cầm máy về, em đơn giản thôi, đừng ép nha. Còn em á thì em làm việc em có hình ảnh và video clip của cái máy của anh em rồi, anh em muốn đăng trên mạng anh em nói à ép giá báo đặng quang nẻo thì em có clip rồi, em nói chuyện được với anh em, tụi mình thuận mua vừa bán mà. Cái thứ hai cũng tương tự vậy, cái này là đánh kính đây nè. Mai mới mở cửa có mấy ngày anh em khai trương toàn là 12 đầu mắt không, em bán 12 triệu thôi một năm thì ít nhất máy phải đẹp ken nha, kiểu vậy. Đây nè,
Đó, anh em thấy đánh đánh kính chưa, nó bị rỉa rỉa cái kính nè. Đó, anh em thấy chưa nè, tất cả cái viền kính này nó rỉa 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 nè nè nè. Đó, anh em thấy chưa, đó, anh em thấy không nè, cái kính nó bị rỉa nè. Thì cái dạng đánh kính này là dạng đánh kính thủ công, cái này là đánh bằng máy nha, để đường tròn tâm. Cái này đánh thủ công nghĩa là anh em cầm máy này, anh em mài mài chỗ này chày nè, mài cái chỗ này chày nè, mài cái chỗ này chày mài, anh em mình dùng không. Thì đánh kính thủ công nó dẫn tới cái việc là màn hình nó bị lồi lõm, nó không phải mài bằng một lớp, cùng một độ sâu, cùng một độ dày, cùng một độ mỏng. Nó sẽ có chỗ đó, nó sâu, có chỗ nó nông, có chỗ nó vừa vừa đó, nó cứ chênh lệch vậy. Anh em đánh thủ công mà nên nhìn nó sẽ ra những cái vết là đánh lâu quá thì ra vết rỉa kính như vậy nha. Cái này em cũng không mang, dù đánh khô cái này đánh nước, cái này cái máy thì cái xịt nước vô để giảm giảm nhiệt màn hình đúng không, nó xịt nước vô. Cái này em cũng không mang và cái này cũng không thèm ăn. Cái này đánh khô, là sao, là không có nước á. Anh em để vô cái máy cái nó có cái bông đánh đó, anh em để vô anh em đánh đó, nó không có nước đó. Đó, cái này em không ăn. Còn cái này em nói đưa qua cửa hàng bên kia cam kết xin này nọ lọ chai, em bán hàng cầm vô cũng nói đẹp keng, mà bây giờ đưa vô kỹ thuật mà test mới liếc qua thôi nói ép kính. Thì đây anh em mới về làm việc với nó đi nè, anh em nhìn hai màu khác nhau nè. Em nói rồi, em nói chuyện xong ok hết là khách đưa lại cho em 3 cây á. Em hiểu sao luôn, đầu tiên thì căng lắm nhưng mà nói xong mà cứ đưa lại cho em để em bán hộ. Đây nè, anh em thấy cái vỏ ràng cái kính ép nè, nó trong không, nó trong suốt. Còn cái này nó có lớp lớp giống như là phản phản chiếu ánh sáng à, lớp chống chói à. Đây nè, thấy trong suốt không, nó chả chống chói cái vẹo gì hết, nó đen tuyền vậy. Còn cái này lớp chống chói, nó ánh tím tím, ánh xanh xanh lên chứ nè. Kính ép này mà kính ép đẹp thật, kính ép này khách không nhận ra thì cũng đúng nè. Cam thì ngay ngay tâm nha, vệ sinh bụi sạch sẽ hết nha, cam không có bị miếng bụi nào nè. Loa này không bị rỉa kính, rất là bén nè, màn hình không phập phèo, đẹp keng nè, màn hình cứng cáp không phập phèo nè, độ cao của màn với lại sườn vỏ đều khinh khích luôn. Chỉ có chút xíu khác biệt màu sắc thôi, lại đi ra ngoài nắng á, thì những cái cảm biến này nè nó không có cái lớp phản chiếu ánh sáng à, lớp phản xạ ánh sáng ok, nó hơi nó đen thui, nó không có được vàng vàng tím tím rồi, như vậy thôi. Nên mới rồi anh em có sở thích của anh em à, anh em nói à tôi mê xe, tôi mê nhà, tôi mê game. Anh em có sở thích em thì anh em đầu tư cái thời gian của anh em vào cái việc đấy. Anh em không rành về máy thì anh em đừng phán, anh em đừng soi máy một tâm thế là mình không có kiến thức về máy nha. Ví dụ em chịu trách nhiệm rồi nói của em, còn anh em soi máy, anh em không có kiến thức về máy nên anh em đừng có phàn nàn em, vì em là người trong nghề, em dám chịu trách nhiệm rồi, em nói thế thôi. Ví dụ một cái máy mà sử dụng trong môi trường gọi là làm việc, gọi là nó bình thường thì rất là bền, củ bền tại ngừa đúng mà. Anh em đi một cái máy, anh em phơi bụi phơi nắng, anh em đi biển, anh em nhúng nước rỉ sét các kiểu thì sẽ mau hỏng hơn một cái máy này sử dụng trong môi trường bình thường, điều kiện lý tưởng. Máy nó cũng như người, đó. Anh em đi phơi nắng, anh em đi bụi nhiều thì anh em cũng ho cũng phổi, anh em phơi nắng nhiều anh em cũng bị đòi mồi, cũng đen da chứ. Anh em làm lụng cực khổ, bưng nặng té rớt lên rớt xuống thì mình bị đau lưng đau gối chứ. Em tin em về anh em coi ba mẹ anh em đúng không, anh em mới mười mấy, hai chục năm, 30 năm thì anh em còn khỏe chán, da anh em còn trắng chán, anh em chả có một vết mũi đốt. Nhưng mà ba mẹ thì sao, em nhìn coi có phải bị đòi mồi không, bị tế bào chết, bị hắc hóa, nó không thể nào nó quay trở lại không, nó đen thui đúng không, nó khô quéo đúng không, đúng chưa. Người ta lớn tuổi rồi, người ta phơi nắng phơi gió nhiều rồi, cái lưng người ta bưng đò bưng vác nặng các kiểu, người ta đau lưng rồi, cái gối ta đi nhiều cũng đau gối rồi. Em có giờ anh em quan tâm hỏi thăm không, anh em cái máy anh em cứ soi xong quay qua phán phán bừa phán bậy đó. Em nói rồi, có những vấn đề anh em quan tâm, em nói thật, anh em muốn một cái máy, muốn zin hay không zin, em nói rất đơn giản, anh em mua chỗ nào cũng được, khỏi cần qua bên em. Em muốn test á, anh em cầm qua tầm khoảng 3 nơi, anh em nói bán lại hoặc là trade in thanh lý đi, thì 3 nơi chất lượng uy tín á, chút xíu để cho kỹ thuật có tay nghề á, tự động sẽ phán đúng loại máy của anh em, khỏi cần nói em ép giá. Cứ anh em nó cầm máy anh bị đánh kính anh ơi, trừ của anh tiền máy bị cứng máy anh thế này thế kia, em trừ tiền của anh, em cầm anh em cầm cái máy ở 3 chỗ tự động mình sẽ biết. Anh em hình dung với em không cần em kiến thức nha. Còn nó rồi, có những việc á anh em nên quan tâm. Có giờ anh em về hỏi là ba mẹ gối gối cái đầu gối này có đau không, cái lưng có nhức không, em mua ít đồ ăn về tẩm bổ nha. Còn suốt ngày đó cơ thể mình phải cần những chất kháng viêm như là cà phê đen, dầu, không có xài dầu thực vật, dầu ô liu. Anh em cứ quan tâm bản thân nhiều hơn thôi. Em nói thật, toàn những cái hại hay là những cái nào mà anh em thấy bất bình ý kiến là cứ đẩy vào cửa hàng,
thậm chí những cái gì mà anh em không quan tâm, anh em không quan tâm gia đình, anh em còn chưa chắc quan tâm, huống gì em. Rồi thế nha.